Ca sĩ Phương Loan bật khóc tại tang lễ nghệ sĩ Lam Phương, kể chuyện gặp cố danh hài Chí Tài trong mơ và cuộc sống sau đám tang chồng. Nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi nghe được những lời chia sẻ đầy xúc động của bà xã nghệ sĩ Chí Tài. Cuộc sống của ca sĩ Phương Loan sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Sáng ngày 5 tháng 1 năm 2021, ca sĩ Phương Loan đã xuất hiện ở đám tang nhạc sĩ Lam Phương tại Mỹ và có dịp hội ngộ Chi Di Je Phương Trinh. Trong cuộc trò chuyện với đàn em, ca sĩ Phương Loan lần đầu kể lại chuyện gặp được nghệ sĩ Chí Tài trong giấc mơ. Cụ thể, trong clip, ngay khi vừa nhìn thấy bà xã Chí Tài, Chi Di Je Phương Trinh đã bật khóc và vội vàng cầm 500 đô la khoảng hơn 11 triệu đồng đưa cho cô. Chi Di Je Phương Trinh chia sẻ với đàn chị rằng, hôm trước có một khán giả hâm mộ gửi em 500 đô, nhờ em gửi chị Phương Loan để đưa vào quỹ từ thiện cho anh Chí Tài. Hôm nay may quá gặp được chị Loan ở đây, em xin gửi chị 500 đô để chị làm từ thiện cho anh Chí Tài. Em chúc chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe. Hồi trước, cứ mỗi lần em mở Facebook lên lại thấy hình chị. Mỗi ngày, chị đều mặc một chiếc áo dài để đi nhà thờ, lúc nào cũng cười toe toét. Thế nhưng trong vài tuần nay em không còn thấy nụ cười đó nữa. Chị hãy cố gắng cười chị nhé. Cứ mỗi lần em thấy hình chị trên story của em, nước mắt em lại ứa ra. Mong muốn của em là thấy lại nụ cười rực rỡ của chị. Trước những lời động viên, an ủi từ Chi Di Je Phương Trinh, ca sĩ Phương Loan không giấu được xúc động. Từng lời nói của bà xã nghệ sĩ Chí Tài sau tang lễ chồng khiến rất nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Chị cũng đang cố gắng đây. Lúc nào chị cũng chỉ nghĩ anh Chí Tài đang ở Việt Nam nhưng vì dịch Covid-19 nên anh chưa về Mỹ. Trong lòng chị cứ nghĩ như vậy hoài, càng nghĩ nhiều lại càng buồn. Chiều chủ nhật tuần nào chị cũng đi lễ nhà thờ và lên hát thánh ca. Lúc chưa làm đám tang cho anh Tài, chị nằm ngủ có lần bị giật mình dậy vì thấy mặt anh ấy gần, sát thật sát. Mà mặt anh ấy buồn lắm. Chị chỉ thấy anh ấy đúng lần đó thôi. Chị vẫn ở nhà cũ, may là chị có nhà thờ nên vẫn có chỗ lui tới làm lễ, ca sĩ Phương Loan kể lại. Cố danh hài Chí Tài và ca sĩ Phương Loan kết hôn năm 1987 đến khi ông qua đời. Họ đã có 33 năm làm vợ chồng, hơn 30 năm chung sống. Điều Chí Tài tiếc nuối nhất là vẫn chưa có con. Tuổi trẻ lao vào làm lụng, đến khi về già, anh thích có em bé thì đã trễ. Buồn nhưng không nghĩ tiêu cực, anh dồn hết tình thương, sự cưng chiều cho vợ. Ở tuổi ngoài 60, anh vẫn thích nắm tay vợ đi trên đường phố, ngắm vợ nấu ăn. Có khi, cả hai rủ nhau đi chơi xa, tắt hết điện thoại, chỉ ăn, ngủ và nói chuyện với nhau cả ngày. Anh gọi đó là hạnh phúc tuổi già. Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì bị đột quỵ vào chiều 9 tháng 12 năm 2020. Sau đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Việt Hương và đông đảo anh em nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam để những người hâm mộ có thể đến chào tạm biệt ông lần cuối cùng. Sau đó, tang lễ được tổ chức tại Mỹ, sự ra đi của anh là cú sốc lớn đối với bà xã Phương Loan, là niềm thương tiếc đối với đồng nghiệp và khán giả trong và ngoài nước về một nghệ sĩ đa tài và hiền lành.